trước lúc anh ta chết có nhắn tin cho một người. Nếu anh nghi ngờ cái chết của Ngũ Vĩnh Chiết, tôi sẽ đi điều tra. Nếu Hà còn ở trên đó thì cảnh sát đã tìm thấy rồi. Nếu không tìm thấy số hàng đó, hai chúng ta cũng đừng hòng sống. Anh Tinh, túi của mình kìa. Hỏa Tinh đã bị ám sát. Người ở đâu? Đồ của Thắng Liên cũng dám lượm sao? Hỏa Tinh, kiếm chuyện à? Trong điện thoại có manh mối gì không? Trước lúc anh ta chết có nhắn tin cho một người. Tuấn Hiên nghi ngờ Giang Tử Đan là kẻ đã ra tay sát hại Hỏa Tinh. Có hỏi cái gì nữa không? Khuya rồi đừng có đi lung tung. Cảm ơn sếp. Sếp Di, tôi kiểm tra nhật ký xuất nhập cảnh và điện thoại của Giang Tử Đan rồi. Lúc xảy ra chuyện anh ta ở Hồng Kông. Liệu Giang Tử Đan sẽ có kế sách gì nhằm che giấu chuyện này? Quyết định phải điều tra rồi. Yes sir. Tôi là bác sĩ Lâm, Hồ Gia Lâm. Trong vụ việc này cô nhờ lão công tới dọn dẹp đi. Dạ. Yeah. Làm phiền cô. Mời quý khán giả đón xem tập 2 bộ phim Vô Gian Đạo phát sóng vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 22 tháng 8 năm 2024 trên kênh QRT.